Xin chào quý vị các bạn, tiếp nối series giới thiệu các loại pin của điện thoại Nokia. Này di động có cấp.vn giới thiệu các bạn pin của điện thoại Nokia Lumia 930 đang có bán tại di động có cấp.vn. Trên hình các bạn thể thấy đây là pin của Lumia 930 với thiết kế với mã pin là BV5QW mà được thiết kế dưới dạng chân connector như này. Do Lumia 930 được thiết kế liền khối, do đó khi mà quý khách hàng gặp có lỗi sự cố liên quan pin của Lumia 930, quý khách hàng vui lòng mang máy qua các địa chỉ của di động cao cấp.vn. Kỹ thuật viên từ di động cao cấp.vn sẽ tháo ra và thay mới pin để quý vị các bạn. Thông tin cụ thể hơn, chi tiết hơn về pin của điện thoại Nokia Lumia 930, quý khách hàng vui lòng truy cập website www.didongcaocap.vn hoặc liên hệ 0466750999. Kỹ thuật viên từ di động cao cấp.vn sẽ tư vấn và hướng dẫn cụ thể với các bạn. Đối với những khách hàng ở xa không điều kiện đến với di động cao cấp.vn thì trên website có phần mua và giao tận nơi. Quý hàng đầy đủ các thông tin vào đây. Di động cao cấp.vn sẽ ship pin đến tận địa chỉ quý hàng yêu cầu và quý hàng thanh toán đơn giản, an toàn, tiện lợi. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video giới thiệu về pin của điện thoại Lumia 930 đang có bán tại di động cao cấp.vn, địa chỉ cung cấp pin của điện thoại Nokia Lumia hàng đầu Việt Nam.